các bác có thể cho ý kiến và anh em mình phát huy. Còn nếu mà chưa đẹp thì hy vọng rằng là cái này sẽ là một cái anh em rút kinh nghiệm trong những ngôi nhà tiếp theo. Khâm xin kính chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với Nắng Mai TV. Hiện tại buổi chiều anh em mình đang có mặt ở nhà lúa em các bác ạ. Và ngày hôm nay lên thì anh Công ạ, có lẽ là một cái buổi làm việc cuối cùng của anh em thợ về cái hạng mục là xây nhà. Đấy, anh em mình hạng mục xây nhà thì có quá nhiều những cái phần phụ, cái phần mà đi kèm với ngôi nhà ấy, là làm nước, làm điện, rồi là ốp lát, rồi là chát. Đấy, thì ngày hôm nay là thợ cũng đã hoàn thiện xong. Và anh em mình chưa xuống dưới đấy đâu, chắc là các anh em thợ là đang làm nốt cái phần chân tường bên hiên. Đấy. Chiều nay là anh em rút quân à? Chiều nay anh em rút quân và khâm lên để mà thứ nhất thì là nhận cái bàn giao ngôi nhà. Anh em mình là trước khi nghiệm thu ngôi nhà ấy, thì sẽ cùng anh Công lên một vòng để anh em là ok. Thì là trong ngày hôm nay ok anh em sẽ thanh toán công thợ luôn. Đấy, và cũng để các bác biết là công thợ phát sinh như nào và công thợ ngôi nhà này ra làm sao thì cũng cần có một cái video để mà giảng giải cho các bác. Không đến lúc là thật sự là những ngôi nhà khác các bác bảo đấy giá như này mà ngôi nhà này sao công lại lên thế này, thì sẽ có góc cạnh để mà anh em phân tích trong cái video này ra để cho các bác cùng được minh bạch trong cái khoản công thợ các bác. Anh em mình tài chính là lúc nào cũng phải rõ ràng. Vâng. Đôi khi là không nói thật sự làm là cũng không phải là quay video để giải thích gì đâu, nhưng mà với bản thân anh là một người đi làm thợ làm nghề và cũng va chạm với khá là nhiều đội thợ xây. Vâng. Thế nhưng mà thấy đội anh em thợ xây này là quá ok. Cái thứ hai là về tiền công cán có thể cao hơn các ngôi nhà khác một chút, nhưng mà so với mặt bằng chung thì còn thấp hơn rất là nhiều. Để làm một ngôi nhà được một ngôi nhà cấp 4 như này, hai nữa nó lại ở trong một cái xóm đi lại vất vả, lại bất tiện, thiếu thốn đủ mọi thứ. Đấy là nếu mà các bác mà ở có lẽ là ở trên hai kênh thì chắc chắn là sẽ rất là nhiều bác đã đi làm thợ làm nghề và sẽ hiểu được những vấn đề đấy. Có những bác yêu cầu gọi điện phải làm thế này phải làm thế kia, thế nhưng mà có những lần có bác gọi điện anh cũng bảo rồi và thôi, ai cũng muốn làm đẹp thôi, nhưng mà các chú phải thông cảm như này. Một góc độ là một cái ngôi nhà cấp 4 hiện tại bây giờ là anh em đang làm khoảng từ 800 đến 900 nghìn một mét vuông. Mà một cái ngôi nhà như này làm có 500 nghìn, gần như là anh em mất một nửa kinh phí. Và hôm vừa rồi anh Đô cũng tâm sự là làm cái này gần như là bọn anh chỉ được cái công như kiểu một người đi làm thợ bình thường thôi. Nó gọi là không đạt công cao. Đấy. Nhưng mà cũng vì là anh em kêu gọi, cũng vì là một phần quen biết với Khâm nữa là nên là anh em lấy cái giá nói chung là cũng hợp lý thôi. Còn những cái phát sinh thì anh em bỏ công thì cũng phải có công. Đấy. Đấy. Đến đâu anh em giải trình như đấy. Ok. Hôm nay cùng tiến vào nhà lũ em xem nào. Quế rồi. Cái này thì anh có thể đo cửa được rồi nhỉ? Anh đo được rồi mà. Đang bảo là nếu mà hôm nay chiều nay anh Đức không bận là anh em vào là tiến hành đo cửa luôn được rồi. Đấy, hai anh lúc nãy đi vội, nếu không thì tranh thủ cầm luôn thước đi đo luôn. Vâng. Xin chào. Xin chào, chú Thao nhá. Xin chào thợ cả. Alo, xin chào. Anh em hôm nay là cầm một cục tiền nhá. Nên là anh em tối tổ chức cái gì nhỉ? Cái cột là tháo ra rồi. Chú Thao ơi, tí vẫn phải chát trên rồi cho cháu nhá. Em chào anh Đô nhá. Cái này này, vẫn phải chát. Chào anh em. Không, à. Không hoa đá công nguyên đâu. Hôm nay là Nắng Mai TV. Đây các bác ơi, hiện tại là phần chân tường phía nhà này là anh em đã hoàn thiện rồi. Vâng, anh. Quá đẹp nhỉ. Mọi cái ốp lát trong nhà thì đã được hoàn thiện đầy đủ. Đấy. Cái này xong là tối là lau luôn nhá, hai vợ chồng nhá. Và một cái khoảng sân thì là đã ok. Đấy. Có chị nhà hảo tâm góp ý là cái sân hơi hẹp, nhưng mà trước là em cũng muốn mở rộng ra gần như là hết đất chỗ kia, nhưng bởi vì đấy
cái câu chuyện về nhà anh Sử ở bên dưới, rồi là xe cộ đi lại, trâu bò đi lại. Đấy, trâu bò đi lại mọi thứ thì sau cái hồi tham khảo ý kiến nhau cũng như là hai bác sang nữa thì là quyết định là làm một cái sân với cái diện tích như thế này thôi. Anh được khoảng bao nhiêu mét rồi anh? Được 2 mét không? Hơn 2 mét chứ em. Hơn 2 mét nhỉ. Cái sân này phải được, nếu mà tổng diện tích phải được khoảng tầm 2 mấy mét vuông, hơn 20 mét vuông rồi. Từ 10. Đây ra kia nó 2 mét 2 hay sao ấy. Chiều này là 10. À, chiều này khoảng 10 mét. 22 mét vuông đúng không? 22 mét vuông. Chắc là trong video là các chị và cô bác anh chị là thấy bé. Đấy, có chị nhà ở Tâm góp ý cho Khơm là sợ sân hơi bé rồi là làm rào vào thì sợ là không được đẹp. Thì theo anh Công là như nào? Thực ra thì với cái diện tích này đây, ở kia nó không còn đáng kể bao nhiêu. Vâng. Đấy, sau này cái mái lợp đua ra tí để nếu mà những cái đồ cồng kềnh thì sẽ để dựa ở ngoài, vâng, phía ngoài sân. Anh cũng mong muốn là nếu mà làm được cái rào rộng xung quanh cho nó thì đẹp, an toàn. Thì là gà qué chả bao giờ vào đây mà ỉa đá trong này được. Đấy mà bây giờ nhà cao, nếu mà đào đất đi nó còn cao lên nữa. Thoải mái, không đào đất đi thấp thì rất là cao. Bởi vì cái nguyên cái nền này thì lên 2 viên gạch thì nó rơi vào khoảng 40 phân rồi. 40 phân. Ở đây lên đây. Đấy. Chỗ này là bao nhiêu nhỉ? 10 phân à chú Thao? Chỗ này phải 15 phân. Gần 20 phân, 17 phân đấy. 17 phân. Đấy nữa. Chỗ này nữa. Chỗ này 17 phân nữa. Cao rào thoáng đã. Đấy. Cháu cứ tính khoảng 85 phân đi. Gần 85 phân. Đấy, phân. Đấy. Được cái gạch ốp chân tường nó đẹp nhỉ. Quá đẹp. Nhà lũ em này nhất bản rồi các bác ạ. Một trong những ngôi nhà mà kể cả ở dưới xuôi không nghĩ là như này cũng như này thôi nhỉ. Đấy. Có bác cũng góp ý trên kênh đấy là nếu mà làm ngôi nhà như này ở dưới xuôi rắc rơi tổng tất tật vào khoảng 250 triệu. Đấy. Từ tiền vật liệu rồi là công cán kinh mọi phí cái của một cái nhà như này đấy nó chỉ rơi vào tầm một nửa hoặc là 1/3 của một cái nhà cấp 4 ở dưới xuôi thôi, hoặc là ở ngay ngoài phố huyện đây thôi, một nửa đấy. Em cứ đi những cái nhà cấp 4 mà nhà ống ấy, nhà diện tích 4 x 15 mét ấy. Vâng. Đấy, nó cũng phải có khoảng tầm cỡ 300 triệu rồi. Vâng. Cũng chỉ có 2 phòng ngủ, một nhà bếp, một nhà vệ sinh cộng cả nhà tắm. Hiện tại là mọi người đang ốp lốp cái bàn bếp các bác. Chưa xong à? Thôi. À, thông tin với các anh em thợ là hôm nay xong thì anh em nghiệm thu xong là anh em không sẽ thanh toán công cho anh em luôn nhá. Đấy, cho anh em khi thế thì mặc dù là công cán thì là cũng là một cái giá từ thiện cho em lúa nữa thôi. Anh em mình sẽ có một cái video ngồi lại và là video hôm nay luôn đấy. Chắc này chỗ này vẫn phải chát hết nhờ. Nói gì nói hôm nay anh em nhận lương thì cũng phải có cái gì. Không cài xây cài xiếc. Dạ? À lúa chả biết có con gà khỏe. À lúa thì chấp gì anh. Bây giờ là hôm nay ai được nhận tiền đây? Chắc chắn là thợ cả. Túc Lào thì hôm nay bảo cho lúa tiền đi mua rồi, có mua về không? Chưa mua. Đi mua thuốc Lào về cho các anh, nhưng hôm nay không là đưa cho 20.000 mà. Không mua thuốc Lào cho các anh hút à? Mua rồi. Mua rồi cái gì? Ừ. Quá tuyệt, nhà lúa em. Đúng rồi, em dọn khu vực đấy đi để lấy đường đi. Chuẩn hai bị vợ chồng sau khi anh em điều chỉnh cũng như là dạy bảo thì cũng chịu khó rồi. Đấy, chỗ cốt pha trước nhà cũng dọn dẹp rồi là những cái công việc bảo đến đâu làm đến đó. Bây giờ xong chỗ này cũng chưa được nghỉ đâu lúa ạ. Lại dọn đất thôi. Đây này, tiến hành dọn đất thôi nhỉ. Ừ. Nhưng bởi vì anh em muốn tiến hành sớm lắm, nhưng mà bởi vì là cái không gian nó quá hẹp cho anh em thợ hoàn thành đấy các bác. Việc đâu ra đấy đó. Hôm trước thì anh đã bảo cũng ý tưởng rồi, nhưng mà nó thật chật chội. Cứ phải đi tránh né nhau thôi, tốt nhất anh em thợ xây rút thì anh em mình lại vào cho nó công việc nó trơn tru hơn. Khổ không có nước, hai đứa nhìn như kiểu
Tới tắm đi nhá, lớn nhá. Tắm giặt đi. Các bác ạ, vợ chồng của em thì cũng không phải là lười mà là không biết thôi. Không biết. Chưa thể biết việc đâu. Những cái công việc này không phải là anh em bảo thì mới biết được. Cũng làm rất là nhiệt tình. Lúc nào để anh chở tét nước cho hai vợ chồng tắm để vào nhà mới nhỉ? Lần sau phải ăn mặc đẹp nha, lúc nào mà hết những cái công việc đào bới đất cát này phải sạch sẽ nhá. Nhà tắm là ốp lên cao hẳn luôn. Anh đo luôn gác xếp nhé. Bàn bếp là cũng đặc cách luôn với những ngôi nhà khác là nhà tắm được ra. Cái là thiết kế nó thấp hẳn xuống dưới mặt nền bếp thì sau này nó sẽ không bị ẩm ra ngoài. Đúng rồi. Và hai nữa là mình không phải xây một cái bờ be. Không phải xây đấy, đúng rồi. Nó sẽ rất là nó không vướng. Chạn sẽ gắn chỗ kia. Vâng. Chạn thì là gắn trên cái chỗ gạch ốp luôn. Đấy. Vừa tầm là hôm nọ em tính hết rồi. Là cũng rất cái bếp này thì rất là cảm ơn chị Mai ở Hà Nội. Chị có gửi 7 triệu và trích ra 1.500.000 là cho anh em chi phí xăng xe. Còn đâu là 5.500.000 thì là làm bổ sung và làm trực tiếp vào cái nền trong bếp này anh ạ. Đấy, nền bếp này, bàn ốp, bàn bếp ga rồi là ốp thêm ốp tường. Đấy, rồi anh em thợ cũng đã hoàn thiện đến những cái hạng mục cuối cùng của ngôi nhà các bác. Đây. Đấy, lau qua đi. Cả lúa nữa, lấy cái một khăn về lau trong nhà qua một lượt đi. Đấy. Biệt thự nhà lúa em đấy các bác. Đấy, sáng bóng luôn. Hiện tại là sáng bóng luôn rồi. Bếp các thứ là xong hết rồi. Đấy. Nhà tắm đây. Rất là tiện nghi, có vòi hoa sen, có bồn bệ, gạch sáng bóng. Đấy, một cái ngôi nhà mà Khâm nghĩ là có khá là nhiều những người bạn trẻ, đặc biệt là những anh em đầm tuổi như Khâm đang mơ ước để có một cái làm được một cái ngôi nhà như thế này đấy. Thật sự phải nói là như vậy. Vì là ở nhiều vùng, mỗi cái kinh phí nó khác nhau, thế cho nên là để làm được một ngôi nhà khoảng 60m² như này ấy, thì thật sự là với một cái khoản tiền thì anh em mình đi làm từ thiện thì tất nhiên là cái vật liệu làm sao là lấy tối ưu nhất giá, rồi là đến công thợ làm sao động viên anh em làm tốt nhất, và giá thành thì tất nhiên là sẽ không bằng những cái ngôi nhà khác anh em đi làm, nhưng mà phải động viên thôi. Đấy. Nhà này sơn vào nữa thì quá là tuyệt vời rồi. Đấy. Cửa giả là ngày mai anh công sẽ tiến hành đo đạc luôn các bác nhé. Đấy. Lúa này về lau qua trong nhà này này. Đấy, những cái xi măng dính thì lau qua đi. Quá là ok. Đấy. Một ngôi nhà đẹp như này, bản thân mình cũng rất là vui khi mà đã làm được cái cầu nối và triển khai được một ngôi nhà đúng là hơn khoảng một tháng từ cái lúc dỡ nhà. Chưa định hình được một cái gì hết các bạn, chưa định hình được một cái gì hết, rồi là lúc trời nắng trời mưa, rồi là tranh chấp bác cháu, rồi là rất là nhiều hàng xóm không ai đến hộ. Đấy, ok, chắc là giải góc này anh ạ. Hiện tại thì anh em thợ cũng đã làm xong ngôi nhà của lúa em các bạn, và bây giờ anh em thì là đấy, vừa mới dặn vợ chồng lúa em là dọn qua nhà một chút đấy, và lau qua một lượt, chỉ mới có một lượt lau nhẹ nhàng thôi, các bác thấy là cái nền đã rất sạch rồi. Anh em Khâm vào chắc có lẽ là cũng không nỡ đi dép vào đấy. Wow. Chắc là anh em vào nhà nhỉ, chúc thao với lại cả anh Đô nhỉ. Đấy, giải chiếu là sẵn ở giữa ngôi nhà rồi anh em ạ. Có lẽ là ngồi xuống tâm sự một tí, và trong ngày hôm nay thì là em Khâm sẽ gửi cái tiền công thợ cho các anh em. Đấy. Những video trước ấy thì các bác thấy là thợ rất là đông, càng dồn về cuối thì tôi công việc thì nó cũng cũng đã gần sát đến cuối rồi, và cái lượng
công thợ thì cũng giảm xuống đấy. Những cái lúc cần nhiều việc thì anh em thợ có những lúc là lên đến tận 12 người đấy. Chiều nay là xem là có 5 người nhỉ? Đủ 5 người nhỉ? 5 anh em. Không, sáng thì thấy đông, mà chiều thì nãy em không thấy 6 người, tròn 6 người. Đấy. Thì là anh em làm nốt những cái phần việc còn lại. Đấy. Hết việc anh người về còn 6 người. Và hình như mình làm là được mười mấy ngày đấy anh nhỉ? 12-13 ngày đúng không? Hôm nay nữa là 14 ngày. 14 ngày, nghĩa là đã rơi vào 2 tuần. Về thực tế thì nếu mà không có công việc gì phát sinh, rồi là không mưa, rồi là không thiếu vật liệu, thì chắc có lẽ là anh em còn triển khai nhanh hơn nữa. Đấy, về câu chuyện thì là các bác cũng thấy rồi, có những ngày mưa, có những ngày anh em thợ cũng có việc, rồi là có những ngày thì là những ngày về cuối thì là thiếu xi măng. Đấy, có lẽ ngôi nhà của lũ em thì nếu mà kể ra thì cũng có nhiều cái để mà nói lắm. Nhưng mà hôm nay, đến ngày hôm nay thì một cái thành quả cuối cùng thì là ngôi nhà đã ok. Đấy, có lẽ là sau khi đợi những cái, ví dụ những cái phần khô mới làm này, đợi nó khô đã, thì anh em mình sẽ bố trí là cho hai vợ chồng và anh em lên hỗ trợ sơn nốt một cái ngôi nhà nữa, là đã hoàn thiện quá ok rồi. Đấy, nền quá đẹp. Anh Đô tâm sự một chút này, chắc là nhà mình là làm hết khoảng bao nhiêu công, tâm sự thật lòng thôi. Vâng, anh đấy. Cũng thật lòng với cái nắng vai, tôi cũng làm hết 114 công. 114 công. Hôm nay nữa là 114 công. Cả hôm nay nữa 114 công, đấy. Thì là các bác ạ, ngôi nhà của em Lúa, anh em mình làm bàn với anh Đô ấy, thì là những cái khoảng hạng mục làm là đã có một cái cuộc gặp và trao đổi trực tiếp với nhau. Đấy, vì là chỗ anh em thì không làm giấy tờ gì cả. Và từ ngay làm bản vẽ, rồi là những cái hạng mục làm của ngôi nhà, thì anh em mình khoán cho đội thợ là vào 30 triệu đồng. Đấy, bởi vì ngôi nhà của lũ em thì các bác thấy rồi, phần bếp là phát sinh thay đổi so với những cái ngôi nhà mà anh Hiệp Tam Giác Mạch triển khai, là bếp là anh em mình nâng cao lên bằng mái nhà chính luôn. Thứ nhất là vừa thoáng vừa rộng, và sau này còn thiết kế được gáp xếp. Đấy, là cái phát sinh nhất. Cái thứ hai thì là cái nền móng lên rất cao và tốn, thứ nhất là vật liệu này, đá này, xi măng này, tốn vào gấp 3 lần nhà A Lúa. Và công thợ thì cũng thế, cái phần đó công thợ là cũng tốn khá là nhiều. Thì các bác, nếu không biết là rất nhiều các bác các chú làm trong lĩnh vực xây dựng cũng đang theo dõi video của Khâm, thì các bác thừa biết là công thợ sẽ phát sinh vào nhiều hơn như thế nào. Đấy là cái thứ hai. Cái tiếp theo thì là ốp chân tường và ốp nền nhà bếp là cái phát sinh thứ ba so với các ngôi nhà khác. Đấy, và trong cái quá trình làm thì các bác thấy rồi, anh em thợ là cũng rất là nhiệt tình, rồi hỏi ý kiến anh em từ đầu đến chi cuối. Đấy, tất nhiên là các bác có những cái phê bình là anh em mình chưa làm ô thoáng, thì là cái đó là các bác phê bình Khâm, bởi vì là Khâm là người mà tham mưu cho anh em không làm. Có lẽ là sau khi làm cửa xong thì nếu mà ngôi nhà là đẹp, từ cái việc anh em mình thiết kế ô thoáng và cửa là đẹp, thì các bác có thể cho ý kiến và anh em mình phát huy. Còn nếu mà chưa đẹp thì hy vọng rằng là cái này sẽ là một cái anh em rút kinh nghiệm trong những ngôi nhà tiếp theo. Đấy, và các bác cũng có thể thấy là ngôi nhà của lũ em thì là lên 4 đốc thay vì là 3 đốc như nhà của lũ anh và những ngôi nhà khác. Đấy, là các bác cũng góp ý rằng là đốc thì hơi thấp. Đấy, thì cái này là cũng do Khâm cố tình là thấp, đắp xuống thấp hơn những ngôi nhà khác một viên gạch chú ạ. Những ngôi nhà khác thì là 4 hàng gạch, anh em mình là thiết kế xuống lại 3 hàng thôi. Thì bởi vì là cái mái tôn, đấy, mái tôn mà các bác tưởng tượng rằng là nếu mà nó dốc quá như thế này thì trông nó, bản thân Khâm và anh em làm nghề thì là sẽ không thấy đẹp lắm. Anh em mình để thoai thoải một chút. Đấy. Đấy, đúng rồi. Nếu mà anh em mình làm xấu thì chắc không bao giờ dám là quay lên trên đó cả. Nhưng mà anh em mình đã làm và thử nghiệm để mà quay lên, các bác xem góp ý. Và nếu mà thực sự là ưu điểm và là đẹp thì rất mong là các bác cũng cho ý kiến để anh em mình rút kinh nghiệm và tiếp tục phát huy. Đấy là những cái lý do mà ngôi nhà của lũ em
công thợ là đến 30 triệu đồng. Về thực tế chia sẻ với các bác thì cái giá này là một cái giá mà các anh em thợ đi làm đúng với tính chất là làm từ thiện cùng các em. Vâng. Đấy. Đương nhiên là chúng tôi vẫn làm từ thiện một phần thôi, không phải là lấy hết tiền của chúng em. Đúng so rồi. Với các ngôi nhà khác chúng tôi đi làm ấy, thợ chúng tôi làm là đều 900 rồi. Tính theo mét vuông ấy. Tính theo mét vuông là 1 mét vuông là nhà cấp 4 là 900. 900 nghìn ạ. 900 nghìn. Nghĩa là 900 nghìn đấy là hoàn thiện những cái phần việc như ở nhà lũ em đúng không ạ? Phần xây dựng đấy. Thì là 9654 thì sơ sơ là khoảng 50 triệu tiền công ngôi nhà này. Coi như là anh em mình là một nửa. Nói chung là anh em chúng tôi đi làm thiện nguyện một phần thôi. Bởi vì thấy lũ em nó khó khăn quá. Vâng. Thì anh em giúp đỡ một phần. Các cụ thường nói rồi, 10 người giúp một người có thể là giúp được. Còn một người giúp 10 người thì không ai giúp nổi đâu. Đúng rồi anh ạ. Cái đấy là câu ca dao. Vâng. Đấy, thì rất là cảm ơn anh. Thì là không nói nhiều nữa. Tiết mục quan trọng thì là không sẽ... Hôm nay ví hơi dày quá. Nói chung là chúng tôi đi làm nhiều rồi. Cũng chả được bao năm về trước là nhà là lẽ ra phải làm ô thoáng. Thì nhiều nơi họ lại không thích làm ô thoáng. Làm ô thoáng bằng bằng cửa thì nhìn nhà nó đẹp hơn. Thứ nhất, thứ hai nữa là nhà nó kín, khép cửa vào là nhà kín luôn. Kể cả cửa này thì thực sự là khi mà làm xong thì mình vẫn thấy là có một chút nó gì đó nó thiếu. Anh em mình nếu mà ngày trước mình tính như thế nhưng mà mình lại làm bằng cái chiều cao là nó cũng không hợp lý lắm. Lần sau mình lên một thêm một hàng gạch nữa đấy, và cái phần chiều rộng có thể thêm một khoảng 10 phân nữa chẳng hạn đấy. Thôi em gửi cái tiền công cho anh Đô nhé. Đấy, chia sẻ thì là có hôm vào hôm cách đây khoảng 2 tuần anh khi mà ngôi nhà làm xong phần mái thì anh Đô là có ứng trước 5 triệu để cho anh em thợ gọi là đi đám đi ấy các thứ. Anh em đi làm thì các bác ạ cũng trang trải cuộc sống. Anh cũng ứng trước 5 triệu rồi, hôm nay em thanh toán nốt là 25 triệu nhé. Vâng. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Anh là đếm lại hộ em nhé. Cần có một cái video để quay cho các bác cùng xem đấy. Còn 5 triệu thì tối Khâm về xem sổ lại là anh ứng vào ngày nào đấy. Tất nhiên là lúc ứng thì cũng có ghi chép sổ sách và có ký tá hết, mặc dù là anh em thì nhưng mà khoản nào do khoản đấy. Riêng tiền nong là phải rõ ràng ngay từ ban đầu đấy. Tiền nong là nên nó trong phòng có ghi chép đàng hoàng. Đúng rồi. Không thì anh em sợ mất lòng nhau. 50 tờ là 25 triệu đúng không? Đấy, nhờ anh về là chi trả cho anh em đấy. Nếu như thế thì anh em đi làm thì tiền công không là thợ cả thợ chính gì thì anh em có khoảng gần 300 nghìn một ngày làm vất vả. Hơn 200 nghìn. Hơn chia ra 30 triệu. Nói chung là mình vừa làm vừa giúp được lũ em tí nào hay tí đấy thôi. Vâng, đấy. Với cả mình cũng đi làm nhiều, nói chung là mình vừa có tay nghề mình vừa làm thôi, chứ còn mình bảo là ngồi chỉ tay năm ngón thì chắc chỉ có lỗ thôi. Bởi vì lỗ. Ngày 200 dưới thì mình lại khác ăn các kiểu nữa thì nó chẳng bỏ vàng gì. Đúng rồi. Đấy là những cái mà anh em giao ước từ ban đầu. Và sau khi mà anh em là có phát sinh chỗ anh Trinh Đào hỗ trợ thêm để mà ốp chân tường nhé các bác. Thì ốp cái chân tường nhà chính này thì là đấy cũng trao đổi sẵn với anh, thì anh cũng trao đổi với Khâm là để em cứ tính toán, thứ nhất là tiền vật liệu, thứ hai là công thợ phát sinh. Thì là chú tao có tính cho cháu thì là công thợ phát sinh là 1 triệu 300 bao nhiêu ấy,
thì là đôi thì là chú phát sinh đấy thì là 1 triệu, thì đại chú lấy tròn 1 triệu đấy, thì là 1 triệu cái này là phát sinh cho anh Trinh Đào. Cái này thì là các bác các cô là hiểu nhá, đây là cái anh Trinh Đào mà cho anh đang ở Hàn Quốc chú ạ. Anh ấy là cũng là đấy, cũng tham mưu ý kiến với Khâm rồi. Tất nhiên thì là anh cho thì là quá tốt rồi, và nếu mà anh ủng hộ được thì kể cả không, kể cả ủng hộ được nguyên vật liệu thì anh em cũng làm sao cân đong đong đếm cái tiền quỹ ra để bổ sung thêm ốp thôi các bác ạ. Đấy, và cái tiền điện nước thì là Khâm cũng nghiệm thu rồi, thì là cũng xong phần điện phần nước rồi. Nhưng mà cái đường dẫn từ đây ra ngoài kia là chưa lắp được, bởi vì vướng đống bột thì là chú bố trí, vẫn là sẽ phải lắp bố trí nốt, vẫn chưa đủ ống, vẫn chưa đủ đúng không? Hôm nào lên lắp thì chú khác cũng mang lên cũng được. Hôm nay là đang thanh toán tiền công, và bởi vì là chú làm ống ấy, ống và những cái gen điện lắp điện này thì đúng là cháu cũng đã bảo với chú là lên cháu một cái ghi chép. Đấy, anh em mình làm thì rất là thủ công, trên này thì không phải doanh nghiệp lớn nhỏ gì mà anh em làm tạp hóa bé bé thì viết thủ công hết thôi, thì cứ viết ra hết cho cháu, giá đầy đủ cho cháu, rồi là sau này cháu công khai tài chính cháu được thêm vào cái phần chi tiêu. Về cái điện cái nước thì các bác thấy là không tự nhiên mà điện sáng trưng hết ngôi nhà, rồi là nước nôi là ok hết tội mọi ngóc ngách, không phải anh em bất công như nhà Lũ Anh thì anh em phải mất công đi làm đi lắp lại mua lại ống rồi là lắp từng tí điện một, mất rất mất thời gian, thì thay vào đó là anh em mình cũng khoán cho đội thợ, và đội thợ lắp và với cái giá thì cũng là rất là ok, là thêm là 2 triệu thì là cháu gửi luôn chú nhé. Đấy, đấy là những cái mà phát sinh thêm về cái công thợ. Tất nhiên là em Khâm thì cũng biết là các anh đi làm ở ngoài những cái công trình lớn, trình nhỏ ngoài thì bao giờ là cái giá nó cũng tốt hơn rất là nhiều, bởi vì là mình đi thì mình phải trao đổi trước, ngôi nhà này tôi khoảng 800-850 mét vuông chẳng hạn, ông ok thì ký, tôi sẽ làm đủ hạng mục cho ông các thứ. Đấy, thì nó khác, nhưng mà em thì là con cháu thì là cái đi làm từ thiện thôi, xuất thân thì là đều anh em thì làm đi giúp đỡ người nghèo mà. Thế thì là mong rằng là nếu mà được thì tiếp những cái ngôi nhà sau thì chú cháu mình lại tiếp tục đồng hành. Đấy, tiếp tục đồng hành với nhau, một phần là cũng tạo phúc cho đời, giúp các hoàn cảnh khó khăn. Đấy, cái thứ hai thì tiền nong thì bao giờ cũng sòng phẳng. Anh em làm xong như ban đầu là đấy, nghiệm thu ok, tôi nghiệm thu ok thì gửi hết cho các anh, không có vấn đề là này nọ hết, thì là các chú hay là các anh cũng yên tâm. Đấy, đấy, mình làm mình minh bạch rõ ràng mà mình phải ghi hình đàng hoàng như này, không có vấn đề gì hết. Đấy, là không biết anh Đô là với chú Thao là có thêm ý kiến gì không? Như là chú bảo là hộ ốp. Rồi rồi, đúng rồi. Cái nền bếp thì là đợt này là chị Mai cũng đấy, chỉ thị anh em và cũng ủng hộ cho anh em để mà làm. Thì sau khi mua vật liệu cũng như là ốp thêm cái nền bếp này, rồi là cái nhà vệ sinh lên cao hơn này, lên cao lên 3 hàng gạch đúng không ạ? Đấy. Tất cả là 5 hàng, và bàn bếp ga cũng ốp thêm cái phần thành các thứ. Đấy, thì là cái đó thì cũng đã trao đổi với em Khâm, trao đổi với chị Mai thì là, và gói gọn cái khoản quỹ của chị thì là trích thêm 500.000 công cho anh em thợ nữa các bác, bởi vì từ ban đầu là những hạng mục đó thì là không có kèm theo trong cái thỏa thuận ban đầu của anh em mình về ngôi nhà. Đấy, và thật sự anh em mình có nhà thì cũng không biết là quá trình làm thì có thêm bao nhiêu nhà hảo tâm ủng hộ, và ủng hộ vào những mục nào thì chưa biết. Bản thân là khi mà cùng các anh lên đo đạc ấy thì là cũng chỉ điểm luôn là ngôi nhà này sẽ làm nền móng nó cao tầm này tầm này. Đấy, thì phát sinh ở đấy, rồi là ở bên này bên bếp làm, và cái nữa là các bác thể thấy là cái khu vực tét nước các thứ là anh em cũng bố trí lắp đặt và làm hết những cái phần đấy. Và nói thật ra là cái phần sân thì là anh em còn kỷ niệm cho cái phần sân là anh em còn kỷ niệm cho lũ em. Đấy, ở bên ngoài kia là lên 2 hàng gạch đúng không chú Thao? 2 hàng gạch đấy, thì là cái sân là hôm nay cũng láng thứ xong rồi đấy, thì là quá ok. Nếu mà xây cả láng mặt luôn là hộ được là bao nhiêu hay bao nhiêu đấy. Nói chung là lá lành đùm lá rách là... mà lá rách ít thì đùm lá rách nhiều dạ. Tuy không có tiền nhưng chúng tôi cũng ủng hộ
bằng sức, còn Ngô Văn Công bằng sức. Đấy. Đỡ phần nào hay phần đấy. Đỡ cho gia đình. Mỗi người một tay, chung tay nhau để... Không thì anh em thợ đi rồi thì bao ngày nữa đủ em mới làm được. Đúng rồi. Bao năm nữa mới làm được, thật đấy. Nếu mà làm mà để xong cái ngôi nhà rồi rời đi thì thực sự là các anh làm cũng nhanh thôi, nhưng mà vì những cái tiểu tiết nhỏ các anh cũng cố gắng là làm ok. Đấy thì là đấy, về nếu mà sau ống kính anh em có thể nói chuyện thêm hợp lý hay là ok thì tiếp tục những ngôi nhà sau để anh em mình lại cùng nhau đồng hành một phần giúp đỡ bà con trên vùng cao quê hương. Đấy. Anh em thợ chúng tôi cũng mong, rất mong các nhà hảo tâm và các cô bác anh chị ở trên cũng giúp đỡ chúng tôi, rất cảm ơn nhiều. Thứ nhất, thứ hai nữa là những chỗ nào làm được hay chưa được thì anh em cũng nói thẳng luôn, góp ý, cho thêm, ý, góp ý thêm cho anh em chúng tôi làm tốt làm hơn, tiếp, làm nữa. Đấy, đây là một cái ngôi nhà đầu tiên mà bản thân Khâm triển khai và triển khai cùng đội thợ anh em cùng làm đấy, thì chắc chắn là sẽ còn nhiều cái kinh nghiệm và nhiều cái thiếu sót anh em cùng cùng rút kinh nghiệm đấy. Thì thời gian tới và những công trình khác thì hy vọng là anh em mình vẫn sẽ kết hợp thôi. Đấy, đấy. Chắc là hôm nay là như thế là xong nhỉ anh nhỉ. Đấy, bây giờ là cũng muộn rồi đấy các bác ạ. Đấy, 17:35 rồi. Thôi cảm ơn các anh nhé. Rồi, rồi. Chú Thao, anh Đô, bác, anh chị. Rồi. Cảm ơn các nhà hảo tâm hộ em, các nhà hảo tâm cũng giúp đỡ. Vâng. Vâng. Như thế là anh em cảm ơn rất nhiều. Đây là thế là nhận đủ tiền, xin cảm ơn Khâm và cảm ơn kênh. Dạ. Cảm ơn các nhà hảo tâm đã có lòng tốt để giúp đỡ đứa em với lại đồng hành cùng kênh Nắng Mai để càng phát triển hơn. Dạ. Ok, thế là nhờ các anh là gửi gắm đến anh em thợ nhé. Anh em thợ rất đông thì tối là đấy, anh Đô với chú Tạp sẽ bố trí anh em đấy. Phần công thợ thì đã xong xuôi và những phần việc còn lại anh em mình sẽ triển khai tiếp cô bác chị nhé. Dần dần triển khai dần thì nhà lũ em trong tháng 3 này gọi là sẽ hoàn thiện hết tất cả các phần việc và gia đình chỉ việc vào ở thôi đấy. Rất là cảm ơn các cô bác chị đã dành thời gian theo dõi. Nếu có chỗ nào mà anh em chưa làm tốt, rất mong sẽ tiếp tục nhận được những sự góp ý của cô bác anh chị ở trong phần dưới bình luận này. Đấy. Khâm xin chân thành cảm ơn. Video này Khâm xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.